Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 341. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo tập 341. Thuật tu hành thế gian ngàn vạn, pháp môn đoạt xá cũng có ngàn vạn. Tuy nói đại đạo khác đường đường đồng quy, hiệu quả là như nhau, nhưng mà dù sao cũng có cao có thấp, có ưu có khuyết. Mà pháp môn Phật gia phương hành lựa chọn này lại là một trong những pháp môn tốt nhất. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất chính là pháp môn đoạt xá của Phật gia này dụng ý vốn không phải là dùng để đoạt xá. Phàm là đoạt xá đều là một loại chuyện tổn hại âm đức. Trong truyền thuyết, người đoạt xá sẽ bị trời ghét, cho dù bình thường không gây sự, nhưng mà trên thực tế vẫn sẽ bị cõi minh minh nguyền rủa, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải xui xẻo. Bởi vậy không đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không ai tự dưng lại đoạt xá. Có điều thuật đoạt xá này cũng là phương pháp mà ai cũng cần, dù sao nói không chừng ngày nào đó mình sẽ gặp xui, phải lưu lạc đến mức phải dựa vào đoạt xá để sống sót. Hơn nữa sau khi đoạt xá, cho dù tất cả đều thuận lợi, nhưng mà thường thường sẽ tổn thương tới thần hồn của mình. Chỉ cần lưu lại một chút ám thương thì vẫn cần phải thời gian rất dài mới có thể khôi phục, hoặc là vĩnh viễn không thể khôi phục. Cái này rất là khó nói. Mà phương pháp đoạt xá của Phật gia sở dĩ đối với hắn là tốt nhất, chính là bởi vì hắn không những không sẽ tổn thương thần hồn, mà còn có thể tẩm bổ thần hồn. Lúc trước Phương Hành từng nghe Thần Tú Tiểu Hòa Thượng nói qua, kinh này chính là một trong vị cao tăng sáng chế. Hắn thấy thế nhân nghèo khổ, cố ý làm phép, nhưng mà thế nhân lại ngu dốt, cho dù nói ra miệng thì cũng không bằng một xu tiền đồng ở trước mắt. Độ một người cũng khó, huống chi là độ hết người trong thiên hạ. Thế là hắn liền sáng tạo ra phương pháp thức hải trồng kim liên, chia một chút linh thức ra gieo vào trong thức hải của người khác. Mỗi khi có nghiệp chướng quấn thân, linh thức này sẽ hiển hóa, nhắc nhở thế nhân nhìn thấu thực hư. Bởi vì bảo vệ một chút linh căn, liền có thể tích lũy thiện nghiệp, tìm kiếm giải thoát. Chỉ tiếc pháp môn hắn dùng cả đời để sáng tạo, vừa sáng tạo được không lâu thì liền bị một vị cao tăng khác nhìn ra sơ hở, nói chỉ có nếu phương pháp này rơi vào tay của ác nhân, chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn. Bởi vì pháp này trong vô hình vừa hay phù hợp với điều kiện đoạt xá, cũng có thể đạt được hiệu quả đoạt xá, nhưng lại có thể dùng pháp này để tích lũy công đức, tầm bổ thần hồn, trong vô hình bù đắp nhược điểm lớn nhất của đoạt xá. Nhưng một khi lộ ra ngoài, e là thiên hạ sẽ không thể bình an, vị cao tăng này cũng khó thoát khỏi tội lớn. Và lại thế nhân hướng thiện tu Phật, phải xem bản tính của bọn họ. Người cường hành bắt người ta hướng thiện cũng trái với Phật tâm. Cũng chính bởi vì vậy, vị cao tăng kia bất đắc dĩ liền từ bỏ pháp này, quyết định chỉ dùng ba thức lưỡi siêu độ người trong thiên hạ. Bổn ý của hắn là hủy diệt pháp môn này, nhưng vị cao tăng khuyên bảo hắn lại cảm thấy đây dù sao cũng đặt tâm huyết nửa đời của hắn, không nên bỏ, cứ giữ lại. Nói thật, khi Thần Tú nói với Phương Hành về đoạn cố sự này, vốn dĩ là muốn âm thầm thức tỉnh Phương Hành để hắn có được kinh Phật cũng được, nhưng mà ngàn vạn lần đừng dùng pháp môn này để làm điều ác. Chỉ là không ngờ Phương Hành lại coi nó thành pháp môn đoạt xá. Có điều không thể tùy tiện nói với người khác, chỉ âm thầm truyền thụ cho Đại Bằng Tà Vương một bộ phận để hắn tu bổ ám thương khi đoạt xá. Từ đó về sau, khi ném ra sau đầu, cho tới hôm nay mới nhớ tới, Đế Liêu này hung ác bá đạo, vốn sẽ đoạt xá Phương Hành. Hiện giờ Phương Hành dùng phương pháp này để đoạt xá lại hắn, cũng không cảm thấy ai nấy. Một nguyên nhân trọng yếu khác chính là pháp môn này sau khi đoạt xá cũng không cần phải vĩnh viễn ở lại trong nhục thân của Đế Liêu, hắn chỉ gieo thần hồn của mình vào trong thức hải của Đế Liêu. Một nguyên nhân trọng yếu khác chính là pháp môn này sau khi đoạt xá cũng không cần vĩnh viễn ở lại trong nhục thân của Đế Liêu, hắn chỉ gieo thần hồn của mình vào trong thức hải của Đế Liêu. Đợi cho tới khi lúc thích hợp, Phương Hành vẫn có thể trở về nhục thân của mình. Hơn nữa lúc đó thậm chí có thể mượn dùng kim liên gieo trong thức hải của Đế Liêu, lại luyện Đế Liêu thành một khối phân thân, thực sự rất là thích hợp. Ta cũng đã không có biện pháp khác, con lừa ngốc Thần Tú chắc sẽ không mắng ta đâu nhỉ. Trước khi chính thức thi triển pháp này, Phương Hành cũng hơi động niệm, có điều rất nhanh liền có phản ứng, phì một tiếng. Hắn dám mắng ta, ta sẽ đánh hắn. Và nghĩ vậy liền chậm rãi thả lỏng tâm cảnh, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa chậm rãi ở giữa trán của nhục thân Đế Liêu
vẽ ra một đạo ấn ký thật Phật gia, huyền ảo phức tạp, giống như là trực tiếp mở ra một môn hộ ở thức hải của hắn vậy. Sau khi vẽ xong ấn ký này, liền âm thầm vận chuyển pháp môn rất nhanh, liền ngưng tụ ra thần hồn của mình, lại hóa thành bộ dạng của một viên kim đan đang quay tròn, nhẹ nhàng điểm lên Phật ấn đó. Kim đan lập tức được đánh vào, giống như là trồng hạt sen vậy, nhẹ nhàng rơi vào trong thức hải của Đế Lưu. Kim liên gieo, Phật ý khởi, một điểm linh, vạn niệm sinh. Theo một đạo Phật ít không rõ ràng được Phương Hành tụng xong, Phương Hành lại cảm giác được một loại biến hóa cực kỳ thần dị, giống như là có một mình khác đang rơi vào trong hồ lớn. Nước hồ dâng lên bao phủ lấy mình, sau đó chính là trầm xuống vô tận, giống như là chìm vào cửu u, xâm nhập vào đáy hồ vô hạn, chìm vào trong nước bùn. Nhưng mà rất nhanh liền cảm thấy có lực vô tận từ bốn phương tám hướng ùa tới. Vốn trong pháp môn Phật gia này có nói lúc này nên chống cự lại loại lực lượng này, nhưng hắn lại làm ngược lại. Hắn dẫn tất cả lực lượng này vào trong cơ thể của mình, biến hóa rất nhanh. Hắn cảm thấy một loại lực lượng sinh trưởng vô hình, cảm thấy mình đang trưởng thành, rất nhanh liền chui ra khỏi bùn đất, hơn nữa đang vươn ra khỏi mặt hồ. Lại không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy phập một tiếng, hắn đã chui ra khỏi mặt hồ. Sau đó cảm thấy lực lượng trong cơ thể tăng vọt, theo bản năng lan ra, giống như là phá kén mà sinh. Mà trong nháy mắt này, Đế Lưu đang nhốt dưới tháp trong thức hải của Phương Hành đột nhiên hoảng sợ kêu to: đó là gì? Người đang làm gì với ta? Hắn hoảng sợ trừng mắt, không ngờ có thể nhìn thấy một hạt mầm rơi trong thức hải của hắn, sau đó hấp thu lại nhục thân của hắn để tầm bổ thần hồn, từ dưới đất nảy mầm sinh thành một gốc kim liên, cuối cùng phá vỡ thức hải nở rộ. Cũng vào lúc hoa sen nở rộ, đột nhiên mất đi cảm ứng với nhục thân, mà Phương Hành vào lúc này cũng đột nhiên mở mắt. Hoặc là nói, người mở mắt là Đế Lưu. Nhục thân giống như là bán hủ hóa của Đế Lưu không ngờ vào lúc này mở mắt ra. Sau đó trong mắt, hai đạo ánh mắt thâm trầm mà sắc bén liền dừng ở trên người mình đang ngồi đối diện. Một loại biến hóa kỳ dị hiện lên trong mắt, hào quang cực thần dị. Vào khoảnh khắc này, các tu sĩ ai làm việc đấy đồng thời hướng sự chú ý vào hắn. Có lo lắng, có tò mò, mấy chục ánh mắt đều dừng trên người Đế Lưu, ngưng thở, sợ hắn xảy ra bất ngờ. Vừa trông ngóng Phương Hành sẽ lên tiếng, lại vừa mở miệng vang lên lại là thanh âm của Đế Lưu. Mà trong số ánh mắt lo lắng, Phương Hành nhìn nhục thân của mình, một lúc sau vẫn không nói một câu. Chẳng lẽ xảy ra sự cố bất ngờ? Mọi người đều lo lắng, nhưng không ai dám động. Khi bọn họ không chờ được nữa, sắp bị bầu không khí này bức cho phát điên, Đế Lưu mở mặt ra, hoặc nói chính là Phương Hành, cuối cùng thở dài một tiếng. Già rồi, trông vẫn rất đẹp trai. Đẹp trai cái đầu ngươi. Nhìn nhục thân của mình lâu như vậy, thì ra là đang tự kỷ. Tất cả mọi người tức đến nỗi đều muốn xông lên tát choán một cái. Có điều cuối cùng cũng thở phào, xem ra đoạt xá đã thành công. Vốn lo lắng Đế Lưu thực sự quá mạnh mẽ, Phương Hành dùng thân phận ngụy tiên đoạt xá hắn, xảy ra bất ngờ, hiện giờ nghe thấy câu nói tự kỷ này mới xem là chuẩn rồi. Cảm giác hoàn hảo. Phương Hành cũng cười hì hì, đứng lên hoạt động tay chân một chút, lại có vẻ vô cùng cứng ngắc. Bị thương không nhẹ, lại bán hủ quá, xem ra không phải ngày một ngày hai là có thể trị khỏi rồi. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, lại phát hiện giờ nhục thân này cứng ngắc như vậy, cũng không lo lắng hắn vừa đoạt xá. Thật sự là Đế Lưu lúc trước bị tiên vương chấn sát, ngủ say ngàn năm, nhục thân đã hỏng tới không thành bộ dạng. Hơn nữa lúc sinh tiền phải chịu một khối kích hại quá lớn, đến bây giờ vẫn chưa phục hồi được. Tất nhiên cũng là một tai họa ngầm. Xem ra cần mình coi nhục thân này trở thành của chính mình, dùng linh đan dược bào tầm bổ một phen mới được. Vừa rồi Đế Lưu động thủ với đám người Ngao Liệt, chậm chạp không xử lý được họ, cuối cùng bị ép phải lựa chọn thần hồn rời xa thể xác đoạt giá mình. Cũng có thể lý giải, dù sao nhục thân này thực sự là quá kém. Đáng lạ để ăn mừng, cảm giác đối với nhục thân này khá tốt, khống chế cũng tốt, đều rất hợp lý. Xem ra thuật gieo kim liên này của Phật môn quả thực là pháp môn đoạt giá tốt nhất, mình lựa chọn phương pháp này coi như là lựa chọn đúng rồi. Hơn nữa sau khi hắn vào trong nhục thân của Đế Lưu, cũng lờ mờ cảm thấy nhục thân này tuy tạm thời còn rất kém, nhưng lờ mờ ẩn sâu một loại lực lượng đáng sợ, ngay cả hắn cũng khó có thể tưởng tượng được. Đợi tĩnh dưỡng tốt rồi, nói không chừng sẽ cho mình một phần kinh hỉ. Cất nhục thân của ta đi. Phương Hành nhíu mày, hữu trưởng vươn ra đè lên nhục thân của mình, ý niệm khẽ động liền thu nhục thân này vào trong thức giới, sau đó chìm sâu trong thức giới bảo hộ thật kỹ. Hắn vốn lo lắng mình đoạt giá Đế Lưu
sẽ không đánh ra được thức giới. Nhưng lúc này cũng yên tâm, thức giới dù sao cũng là ý thức hiển hóa, lại cùng một nhịp thở với thần hồn của hắn, chỉ cần ý niệm khẽ động thì liền có thể mở ra thức giới trong đó. Cũng chỉ có như vậy mới có thể cất nhục thân của mình ở chỗ an toàn nhất. Thành công rồi, đúng là may mắn. Vẫn chưa thành tiên đoạt xá một khối tiền thần, chuyện này nói ra thì ai mà tin được chứ. Đám người Lộc Tẩu cũng không kiềm chế được, vừa kích động vừa tò mò xông tới, vây quanh Phương Hành và nắn bóp, cảm thấy rất hứng thú. Bộ dạng này của bản đế uy phong không? Phương Hành cũng có chút tự đắc, lắc lắc tay chân, chuẩn bị dùng thân phận đế tử để xưng. Chỉ có khi Long Nữ đi tới, lo lắng vươn tay đỡ hắn, lại bị hắn trừng mắt mắng. Người cách ta xa một chút, xa một chút, nhục thân này không phải của ta, người không ngờ muốn sở nam nhân khác, ta không phải là chịu thiệt à? Phương Hành, hoặc là nói đế lưu hiện tại, bị Long Nữ xách tay kéo sang một bên giáo huấn. Mọi người khác đều thở phào, chỉ là ánh mắt nhìn nhau cũng có chút giở khóc giở cười. Tuy phương pháp đoạt xá nhục thân của Thái Ất Chính Tiên đã thuận lợi hoàn thành, nhưng mà luôn cảm thấy cái pháp này vẫn có chút mạo hiểm. Có điều hiện tại cũng không tiện nói gì. Một là Phương Hành đã chú ý đã định, hai là bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn để giải quyết khốn cảnh trước mắt, chỉ có thể dựa vào thân phận của đế lưu để rời khỏi nơi này. Chuyện khác hành sự thì tùy theo hoàn cảnh. Dựa theo lẽ thường, người đoạt xá nhục thân của Thái Ất Chính Tiên thực được phát huy ra chắc chắn được cường đại hơn mới đúng. Có điều nhục thân của đế tử này lại bởi vì vết thương cũ chưa lành lại bị hồ hóa ngàn năm, cũng sẽ gây chứng ngại cho người phát huy thực lực. Chi bằng trước tiên dưỡng thương cho tốt đã, tìm hiểu cục diện ở bên ngoài rồi định ra kế hoạch chi tiết. Dù sao đế lưu này cũng đã ngàn năm rồi chưa lộ diện. Phương Hành to gan lớn mật, định ra kế hoạch lớn, chi tiết còn lại thì để đám người Lộc Tẩu thương nghị bổ sung. Mà hiện giờ Phương Hành cũng biết nghe lời phải, quả thực là không vội rời khỏi đây. Hắn tuy to gan nhưng không phải là kẻ ngốc, tất nhiên là biết đại tiên giới hung hiểm trùng trùng, cao thủ nhiều như mây. Nếu nói ở đại tiên giới chỉ có người tiên mệnh mới có thể xem như là cao thủ, vậy ngay cả hắn khi thực lực ở thời kỳ toàn thịnh lúc trước cũng không thể được xếp vào hàng cao thủ. Hiện tại đoạt xa đế lưu, mượn lực lượng nhục thân của hắn cũng có thể phát huy ra bản sự siêu vượt chính tiên bình thường. Chỉ có điều hiện tại đang trọng thương, so với mình trước kia còn không bằng. Hiện tại có biện pháp nào để thấy cảnh tượng bên ngoài không? Cũng chỉ có một vấn đề khiến hắn cảm thấy hứng thú, đó chính là làm thế nào để biết được cục diện bên ngoài. Vốn bọn họ bị nhốt trong tiên phủ này, người bên ngoài không vào được, nhưng bọn họ cũng không ra được. Thế cục bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào phỏng đoán, đây mới là chỗ khiến cho người ta lo lắng. Nghe thấy lời nói của Lộc Tẩu, tất nhiên là động tâm tư. Môn hộ của tiên phủ này ngăn cách thiên địa, chúng ta tất nhiên là không nhìn thấy, nhưng có người có thể. Lộc Tẩu mỉm cười, dẫn Phương Hành vào sâu trong tiên phủ, chỗ trấn thi trước đây. Ở đây Phương Hành lại nhìn thấy Thái Hư Bảo Bảo đã nhu thuận hơn xa trước kia, đang vẻ mặt âm trầm ngồi xếp bằng trong đại điện. Tấm gương bình thường luôn ở sau lưng hắn cũng đã được dựng ở giữa đại điện, chính giữa các đạo trận văn, vẻ mặt thương cảm đang ngẩn người nhìn vào gương. Ngay cả Phương Hành đi tới phía sau hắn cũng không biết, chỉ không ngừng than thở. Một gian huyền thiết đại điện này vốn chính là nơi Thái Hư đặt Thái Hư Huyễn Kính, có trận văn Thái Hư Tiên Vương tự mình khắc lúc sinh tiền. Mượn dùng trận văn, Thái Hư Huyễn Kính có thể phát huy thần thông đến cực hạn. Đừng nói là chúng ta hiện giờ ở trong tiên phủ, muốn nhìn một chút cảnh tượng bên ngoài, e là muốn nhìn Cố Hương Thiên Nguyên cũng có thể làm được. Lộc Tẩu cười ha ha, hiền nhân tâm tình rất không tồi. Nhưng bất ngờ, Thái Hư Bà Bảo nghe thấy thanh âm của hắn cũng không quay đầu lại nói: Thiên Nguyên thì không nhìn thấy đâu, không có vị trí chính xác, chẳng lẽ người muốn ta tìm từng tí một à? Thế chẳng phải là khiến cho bà bảo ta mệt chết sao? Lộc Tẩu nghẹn lời, cười khổ nói: Dù sao thì ngươi nhìn được bên ngoài tiên phủ chứ? Thái Hư Bà Bảo chán nản nói: Tất nhiên, không phải ta đã nói với ngươi trước rồi sao? Lộc Tẩu đành phải gượng cười một tiếng, nói nhỏ với Phương Hành. Hắn giống như là nhìn vật nhớ người, tâm tình không tốt lắm. Phương Hành cũng nhìn, cảm thấy mình vẫn nên tận trách nhiệm của sư phó, liền ngồi vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Thái Hư Bà Bảo cười nói: Đồ nhi, người chết thì phải lên trời. À không đúng, người chết như là đèn tắt, chết chính là chết, giống như là một giấc mộng thôi, vô tri vô giác. Người hoài niệm lão Thái Hư như vậy, hắn cũng không biết đâu, cho nên không cần phải thương tâm như vậy. Chưa nói hết, Thái Hư Bảo Bảo bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt mê mang nói: Ai bảo ta đang thương tâm? Phương Hành nghẹn lời:
Không thương tâm thì ngươi ngồi rơi lại ở đây làm gì? Thái Hư Bảo Bảo bĩu môi, vẻ mặt uốn lượn. Ta bỗng nhiên phát hiện không có trận văn này thì ta không phát huy được bản sự lớn nhất, nhưng mà ta lại không thể cậy được trận văn này ra, chỉ có thể ở lại đây. Nhưng mà nếu ở lại đây thì không thể nào ra ngoài khoái hoạt được. Nghĩ càng ngày càng thấy rối rắm. Vì sao ta không trời sinh đã đầu thai thành người hoặc là sinh linh nào khác chứ? Phương Hành nghe thấy cũng không nhịn được, ngây ra một chút. Không ngờ tiểu vương bát đàn này căn bản không phải là nhìn vật nhớ người, chỉ là lo không thể nào mang được huyền thiết đại điện này đi. Người thành thực với ta đi, ta sẽ di rời đại điện này cho ngươi. Một cước đá vào mông Thái Hư Bảo Bảo, Phương Hành mắng. Hiện tại mau đi nhìn cho ta. Tiên được chủ nhân lưu lại ở đây không nhiều, xem một lần thì ít đi một lần. Thái Hư Bảo Bảo xoa xoa mông, rõ ràng cũng không phục lắm, nhưng mà Phương Hành cũng đã hùng hãn, hiện giờ thay vào thể xác đế của đế lưu, hắn lại càng không dám trêu chọc, chỉ cũng dành đành oán thầm rồi đi tới trước Thái Hư Huyễn Kính, cũng là bản thể quán, đặt huyễn kính ngay ngắn lại, chui vào trong đó, sau đó thì nhìn vào trong mặt kính hiện ra bộ dạng của mình, dặn dò Phương Hành. Nói trước nhá, không thể nhìn quá lâu, ta muốn lưu trữ lại những tiên lực này, chờ tương lai lúc đảm đại sự thì sử dụng đấy. Nhanh lên, bằng không ta đập vỡ kính đấy. Phương Hành mắng rồi cùng Lộc Tẩu tiến lên, đứng trước Thái Hư Huyễn Kính. Hùng dữ cái gì chứ? Thái Hư Bảo Bảo nói thầm một câu. Mặt kính đó biến hóa giống như là gợn nước, rất nhanh bóng dáng của anh biến mất. Sau đó giống như là mực ở trong nước tản ra, rất nhanh liền hiển lộ vô số cảnh vật. Mà tất cả cảnh vật biến hóa rất nhanh, đến cuối cùng không ngờ hiển lộ ra một phương tinh không. Sau khi thu lại rất nhanh thì rõ ràng là một phương cổ giới. Một phương cổ giới đó giống như là một mảng đại lục, thanh sơn túy tú thủy, kỳ phong quái nhai khắp nơi, giống như là thâm sơn không bóng người. Mà hiện giờ trên một tòa núi cao, không ngờ đang có mấy trăm tiền binh tay chân bận rộn bố trí một phương đại trận. Ở giữa đại trận là một thạch đài đen sì, chính giữa dựng một môn hộ như ẩn như hiện, chính là tiên phủ chi môn. Mà đám tiên binh tiên tướng kia đều mặc gió đỏ viền vàng, là binh tướng dưới trướng đế thích mà bọn họ lúc trước từng thấy. Động tác nhanh một chút, đế thích đại nhân có lệnh, trong vòng 3 ngày muốn thấy được tiên môn. Mà trong cảnh tượng được hiển hóa ra trong Thái Hư Huyễn Kính, một vị tiên tướng chính là Ma Khuê mà Phương Hành từng đối mặt, lúc này đang tuần tra xung quanh đại trận. Tiền giáp ở trên người theo hành động quán kêu vàng, áo choàng đỏ như máu tung bay, cực kỳ uy vũ. Nhìn bộ dạng quán dường như là rất nghiêm túc, ngay cả một chỗ rất nhỏ cũng không bỏ qua. Ma Khuê đại nhân, đạo tiên phủ chi môn truyền tống này chính là một chuyện cực kỳ hung hiểm. Cho dù chúng ta chuẩn bị đầy đủ, phàm là có một chút sai lầm, ở cửa này cũng sẽ bị hủy diệt. Đế thích đại nhân vì sao lại mạo hiểm như vậy? Sao không tự mình đến xem? Mà theo phát biểu của Ma Khuê, ở trong những người bày trận có một lão già ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi. Thân phận của lão già đó rất không tầm thường, cho dù tiên tướng Ma Khuê cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hơi nhíu nhưng vẫn nhẫn nại giải thích. Sơn Tôn, tiên phủ chi môn này bên trong chính là truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương, giá trị vô lượng. Nếu để lộ tiếng gió, bằng vào bản sự của chúng ta cũng không giữ được. Biện pháp duy nhất chính là mau chóng giao tới tay Đế Thích đại nhân. Nhưng mà Đế Thích đại nhân hiện giờ đang chạy tới đạo gia tiên độ với các đại nhân khác, chấn sát người tổ địa đến làm loạn, tất nhiên không thể phân thân. Bởi vậy, hả? Đám kiến đó vẫn chưa bị diệt sao? Lão giả tên là Sơn Tôn cũng hơi ngẩn ra, vội vàng thấp giọng hỏi. Sắc mặt Ma Khuê hơi trầm xuống nói, chuyện của các đại nhân tiểu tướng không dám vọng nghị. Có điều tục truyền bản lĩnh của những người làm loạn này rất bất phàm. Trong những người được phái tới bình loạn lúc ban đầu có chừng 10 vị thái ất chính tiền, nhưng kết quả cuối cùng đội mưa mà về, khiến cho tam thập tam thiên khiếp sợ, cho rằng bọn Đế Thích đại nhân mới phải ra tay bình định, hơn nữa giữ kín tin tức không cho ngoại giới biết được. Nếu không, những hạng người phản tiên đại nghịch bất đạo nghe thấy sẽ cho tàn lại cháy, làm loạn tiền giới. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lão phù nhất định sẽ thù khẩu như bình. Hay, tiền vương cũng đều bị giết rất nhiều, bọn họ nào còn gắt. Sư tôn đó cũng sợ hãi, liên tục gật đầu ngậm miệng lại. Đạo gia tiên độ, người làm loạn. Không nói đến đám người Ma Khuê ở bên ngoài, lại nói tới Phương Hành và Lộc Tẩu trong tiên phủ, nghe thấy mấy câu này sắc mặt đồng thời biến đổi. Người làm loạn mà bọn họ nói đến từ tổ địa, chẳng lẽ là... Lộc Tẩu có chút do dự mở miệng, trong ánh mắt là vẻ nghi hoặc vô tận, thậm chí còn có vẻ hoảng sợ. Mà Phương Hành thì biến sắc,
bước lên ấn vào Thái Hư Huyễn Kính quát: mau nhìn xem rốt cục là ai, nhìn xa quá rất tiêu hao tiên lực. Bóng dáng của Thái Hư Bà Bảo từ trong mặt kính nhảy ra: xem đi. Phương Hành nói một chữ lại khiến Thái Hư Bà Bảo rùng mình, nhưng không có vị trí cụ thể, ta không xem được. Nhưng hắn vẫn kiên trì nói một câu, bộ dáng đó đích xác là có chút khó xử. Lúc này Lộc Tổ mở miệng nói: trên truyền tống đại trận của bọn họ vừa rồi bố trí có khắc giới điểm, chắc chắn vị trí của những người đó cách giới điểm không xa. Ta có thể suy tính cho người, lấy cái này làm cơ sở thì có thể quét được cả một mảng tinh vực. Được rồi, vậy ta sẽ thử xem. Thái Hư Bà Bảo bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Không bao lâu, hình ảnh lại biến ảo nhanh chóng. Một lúc sau, không ngờ hiện hóa ra một mảng tinh không, hình ảnh dao động rất nhanh, dường như là không ngừng tìm kiếm trong không gian mấy trăm vạn dặm. Rất nhanh, trong tinh không vô tận đó dường như là có một chỗ dẫn tới sự chú ý của Thái Hư Bà Bảo, liền vội vàng nhìn về phía đó. Sau đó hình ảnh hiện hóa trong mặt kính đột nhiên dừng lại, chỉ thấy phồn tinh mênh mông, đại tinh hoành không, tiên quang dày đặc vô tận, đang có mấy vị đại tu lực lượng đáng sợ tung hoành tinh không. Người tới ta đi, tế bảo thi pháp, tinh tê liệt nhật, không ngờ là một mảnh chiến trường trong tinh không. Tiền nương đó ăn một thức tê hạc trảo của ta, xem yếm của người có rớt không. Nói đến cũng khéo, trong cảnh đầu tiên ở chiến trường mà Thái Hư Huyễn Kính hiển hóa ra, liền vang lên một thanh âm cực kỳ quen thuộc. Phương Hành nghe vào tai, cả người đều ngây ra. Thái Hư Huyễn Kính quả nhiên là thần diệu vô song, không hổ là pháp bảo tiên vương luyện chế. Chỉ cần có giới điểm, chỉ cần chỗ tra xét không bị pháp bảo đặc thù phong cấm, như vậy liền có thể nhìn thấy cảnh tượng ở trong đó. Mà hiện giờ cho dù là như vậy, Lộc Tổ mượn dùng phù văn giới điểm khắc trên đạo pháp trận ở bên ngoài, suy đoán ra phạm vi không đại khái của chỗ đế thích. Sau đó Thái Hư Bà Bảo theo đó mà lần. Rất bất ngờ, hắn giữ được một hình ảnh khiến Phương Hành khiếp sợ. Trong hình ảnh đó, không ngờ có một con quái cầm thân mang kim mang, giống như đại sơn tung hoành trong tinh không, hai móng sắc bén xé rách tinh không, đang đối với một nữ tử trẻ tuổi, vẻ mặt lạnh lùng như băng ở đối diện. Trên móng vuốt chính là nửa mảnh áo ngực. Cũng không cần nhìn bộ dáng chuẩn xác của quái cầm đó, chỉ nghe thanh âm đó Phương Hành đã biết đó là ai. Đại Kim Ô của Vương Bát Thảo, mấy chục năm trước từ biệt ở Thiên Nguyên, không ngờ lại nhìn thấy ở đây. Càng làm cho Phương Hành khiếp sợ là nữ tiên đang xanh mặt, tay túm váy trượt xuống, mặt xanh nhìn chằm chằm Đại Kim Ô, không ngờ tu vi cũng không bình thường. Tuy hiện giờ nhìn thấy trong Thái Hư Huyễn Kính không thể trực tiếp cảm ứng được khí tức của nàng ta, nhưng nhìn thân hình của nàng ta lúc chi triển động tác, thần pháp quấn theo từng đạo tiên vân, Phương Hành có thể chắc chắn một điểm, đó chính là nữ tiên đó rất mạnh, mạnh vô cùng, một thân thực lực rất có khả năng còn vượt qua cả tiên tướng Ma Khuê ở bên ngoài. Kim Lục Tử không ngờ có thể giao thủ với quái vật cảnh giới cấp này, còn chiếm tiện nghi của người ta. Sau khi nhìn thấy Đại Kim Ô trong gương, Phương Hành đầu tiên là hưng phấn, sau đó thì thấy khiếp sợ. Yêu cầm đó cả gan đạm dục Vũ Hạc Muội, muốn chết. Ầm một tiếng, khi Phương Hành đang lòng đầy khiếp sợ, trong mặt kính chính cuộc đã nổi lên biến hóa. Không ngờ chính là nữ tiên đó, tuy đấu pháp chưa thua Đại Kim Ô, nhưng mà trên mặt thì đã bại rồi. Nàng ta không thể đấu nữa váy sẽ tuột. Sau lưng nàng đã có một thanh niên mặc áo choàng màu đen, thân hình cao lớn, chính khí hiên ngang, đạp tiên vân xông ra, lao thẳng về phía Đại Kim Ô. Trận chiến này là tới phiên ta. Nhìn thấy người thanh niên đó lao ra ở một hướng khác, không ngờ vang lên một tiếng kêu quái dị, sau đó liền có một con quái vật từ phía sau Đại Kim Ô xông ra. Không ngờ một thân quỷ khí, người không giống người, quỷ không giống quỷ, khí tức trên người quả thực khiến tinh không đều phủ kín quỷ ảnh trùng trùng. Dường như là hắn đi đến đâu, nơi đó cũng tùy thời hóa thành một mảnh quỷ vực. Quái vật đó bộ dạng xấu xí đến cực điểm, Phương Hành tuyệt đối chưa bao giờ thấy. Nhưng khi tập trung vào nhìn, lại nhìn ra gì đó từ trong bím tóc của quái vật đó. Quỷ oa tử cũng có mấy phần phong thái trần mà. Nhìn thấy quái vật đó và tiên nhân thanh niên đứng đó đối với nhau, Phương Hành trong lòng rất vui sướng, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Đối phó với đám kiến dám loạn này, việc gì phải nói tới quy củ. Đại quân ép lên, bắt chúng lại mang tới gặp đế tử. Hình ảnh trong gương biến hóa cực nhanh, chỉ thấy Lệ Anh và tiên nhân thanh niên đấu mấy hiệp, phía sau liền có tiên tướng hét lớn, sau đó mấy chiếc cự chu vắt ngang trong hư không, so với tinh thần còn lớn hơn,
Không ngờ ầm một tiếng, mang theo uy thế vô tận, lao thẳng về phía Lệ Anh đang đấu pháp với tiên nhân trẻ tuổi kia. Phía sau có mấy đội tiên binh đồng thời ép tới. Còn mẹ nó, không nói quy củ. Hiển nhiên Lệ Anh đã không thể đào thoát. Phương Hành oán hận mắng một tiếng, quyền đầu siết chặt, vù một tiếng. Nhưng cũng vào lúc này, Phương Hành đang lo lắng thì từ trong tinh không xa xôi, một đạo thần quang bay tới, lực lượng rất mạnh, không ngờ trực tiếp đánh lên trên tiên trụ đó. Không ngờ đâm thủng tiên trụ, sau đó lại xuyên thủng vào tiếp theo. Sau khi thần quang đâm thủng liền ba tiên trụ, đánh phòng ngự của đại trận bên ngoài pháp trụ không còn hiệu quả gì. Theo tiếng thoát phá, thân thuyền tán liệt ở trong tinh không, tiên binh tiên tướng hoang mang bỏ chạy, quân lính dã rời, thần quang mới ngừng lại. Cũng cho tới Phương Hành mới nhìn ra, thần quang cũng không ngờ chính là một cây thần kích. Sâu trong tinh không xa xa, có một đạo thân ảnh chạy chậm rãi bay tới, nhẹ nhàng giơ tay, thần kích hóa thành lưu quang bay trở về trong tay hắn. Mà người gọi thần kích về mặc chiến giáp, sau lưng cắm 8 lá cờ lớn, vẻ mặt lãnh tuấn, thậm chí mang theo vẻ khinh miệt nhìn về phía đám tiên binh tiên tướng, gầm khẽ. Nghe nói tiên giới có đế tử tới, nói với người mạnh nhất trong bọn họ, Thiên Nguyên nữ Phụng Tiên rất có hứng thú giao thủ với hắn, bảo hắn mau tới đây, ta không muốn chờ lâu đâu. Đối mặt với một đạo thân ảnh này, đối mặt với kiêu căng như vậy, vô số tiên binh tiên tướng không ngờ mãi mãi lâu sau vẫn không ai dám hé răng. Phương Hành lại có một loại cảm giác nghẹn lời. Thằng Ôn này càng lúc càng thích giở trò uy phong. Còn kiến vô tri cũng dám ngông cuồng. Trong một mảnh trầm mặc, trong tinh không, bao la phía sau Chu Tiên, không ngờ có thanh âm truyền tới. Sau đó chính là một bàn tay to như che trời phủ đất từ xa vươn tới, không ngờ có lực lượng cầm tinh nã nguyệt trực tiếp chộp tới phiến hư không này. Căn bản không thể hình dung bàn tay đó có bao lớn, chỉ khiến người ta cảm thấy sau khi bàn tay đó vươn tới, tinh không trăm vạn dặm đều là bàn tay. Bất kể là quỷ vật Lệ Anh vừa thu lại bay trở về, hay là Lữ Phụng Tiên một câu chấn nhấp vô số tiên binh tiền tướng, hay là Đại Kim Ô vừa bay về, lúc này đều ngây dại, giống như là căn bản là từ bỏ chống cự, hoàn toàn không có ý tứ chống đỡ bàn tay to đó, giống như là tự biết lực lượng kém quá xa, căn bản từ bỏ chống cự. Nhưng bọn họ cũng không bị bàn tay to đó bắt lấy, bởi vì vào khoảnh khắc này, trong tinh không sau lưng của bọn họ, không ngờ còn có một bàn tay to vươn tới, trong suốt như ngọc, đồng thời cuốn theo lực lượng hỗn độn, vỗ bàn tay to nắm giữ tinh không trăm vạn dặm đó. Không ngờ hất bàn tay to đó về, sau đó bàn tay to này liền bảo vệ đám người Đại Kim Ô. Một giọng nữ lạnh như băng vang lên: nếu người muốn đọ sức thì tìm ta, việc gì phải tranh với đám tiểu bối này. Càn rỡ! Sâu trong tinh không phía sau tiên trụ, thanh âm đó mang theo lửa giận vô cùng. Các người dây dưa không rõ, rốt cuộc muốn làm gì? Lấy biên cảnh tiên giới ta làm chỗ luyện binh sao? Quả thực đúng là nực cười. Mấy tiểu bối này chỉ xứng ganh đua với con cháu tiên giới Hàn tộc, đừng nói là đế tử, cho dù là bất kỳ một vị thiên kiêu nào của thượng phẩm thế gia đều có thể đánh chết đám tiểu bối này như là giết con kiến. Đó chính là mệnh số của chính bọn họ. Chủ nhân của Ngọc Trường chậm rãi lên tiếng: bản tôn chỉ nhìn không để trận đọ sức này quá mức bất công mà thôi. Được, được, đợi cho con cháu của thượng phẩm thế gia tới, xem các người có thể kiêu ngạo được bao lâu. Lùi binh! Thanh âm đó gầm lên, không ngờ không dây dưa nữa, trực tiếp lùi binh, lệnh lùi binh. Mấy chiếc pháp trụ đã bị hủy hoại, nhưng người bị thương không nhiều lắm, lúc này cũng cẩn thận chậm rãi triệt hồi về phía sau. Lần sau lại đến nhớ mang theo tiên mệnh nha, ta phải dùng làm đại lễ để lại cho huynh đệ ta. Đại Kim Ô vẫn đang kêu to trêu chọc tiên binh tiền tướng đó, mấy người đều oán hận nhìn lại. Hả? Khi trận đại chiến này dừng lại, đột nhiên có hai đạo ý chí dường như là phát hiện ra Thái Hư Huyễn Kính đang tra xét nơi này, đồng thời nhìn về phía hư không. Thoạt nhìn bọn họ là đang nhìn về phía hư không trống không, nhưng mà trên thực tế, từ góc độ của đám người Phương Hành mà nhìn, ánh mắt đó rõ ràng là nhìn thẳng về phía bọn họ, dọa cho Thái Hư Bảo Bảo kêu lên một tiếng. Trên Thái Hư Huyễn Kính đã không còn bất kỳ hình ảnh nào, hắn cũng sợ hãi từ trong gương chui ra, vỗ vỗ ngực. Hey, hù chết Bảo Bảo rồi. Nhìn bộ dạng buồn cười của Thái Hư Bảo Bảo, Phương Hành không mở miệng, vẫn đang đắm chìm trong hình ảnh vừa rồi. Cho dù là Lộc Tẩu cũng sắc mặt lãnh tuấn, không mở miệng, trên mặt già, nhưng mà dường như tất cả cơ nhục đều đã chết cứng. Quá đáng sợ, đều là tiểu bối của Thiên Nguyên trước đây sao? Một lúc lâu sau,
Lộc Tẩu mới nặng nề thở hắt ra, ánh mắt như gặp quỷ. Bọn họ hiện giờ không ngờ có thể đánh với chính kiếm. Bọn họ đương nhiên là Thiên Nguyên tiểu bối, hơn nữa là huynh đệ tốt của ta. Phương Hành qua cũng rất lâu mới mở miệng, vẻ mặt lại vô cùng phức tạp, dường như là có chút khó có thể tin, lại dường như là có chút khiếp sợ, nhưng mà phần lớn nụ cười cổ quái, cắn môi thấp giọng nói: không ngờ ta một đường đánh tới đây, cơ duyên tạo hóa không ít, không ngờ mà vẫn không bằng bọn họ. Những người đó đều là tiểu bối lúc trước bước vào Thiên Kiều tiếp dẫn sao? Lộc Tẩu dường như có chút nghi hoặc hỏi. Không sai, chỉ là mấy người trong đó mà thôi, còn có một số nữa vừa rồi chưa nhìn thấy. Phương Hành trả lời rất thoải mái, chỉ là trong ánh mắt lại có cảm giác khó có thể hình dung. Từng đánh một trận ở Táng Tiên Pha, Thiên Kiều tiếp dẫn xuất hiện, mọi người bên cạnh đều bước lên Thiên Kiều, chỉ độc một mình hắn là bị gạch tên, không có tư cách lên Thiên Kiều. Lúc ấy không nghĩ tới, trong Thiên Kiều khẳng định có rất nhiều tạo hóa là mình không có được, chỉ là không ngờ lúc này nhìn thấy đám người Đại Kim Ô, tiến cảnh tu vi của bọn họ không ngờ lại nhanh như vậy. Tuy không nắm được rõ, nhưng mà hắn cũng nhìn ra tốt tiên nhân trẻ tuổi giao thủ với họ đại khái chính là tiên nhân được phong chính trong truyền thuyết. Dựa theo lẽ thường mà nói, đó chính là tồn tại ngụy tiên, bất kể là thế nào thì cũng không thể địch được. Nhưng bọn họ vẫn tranh phong, không ngờ không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí Lữ Phụng Tiên xuất thủ lúc cuối cùng lại biểu hiện ra thực lực đáng sợ hơn xa những người đó. Có thể tưởng tượng trên Tiên Kiều rốt cục là có bao nhiêu tạo hóa chứ. Nếu không có tiền mệnh, bọn họ sao có thể tiến cảnh và thực lực đáng sợ như vậy. Nghĩ tới vấn đề này, Phương Hành cũng cảm thấy đau lòng, bắt đầu có chút thống hận kẻ đã gạch tên mình. Đi thôi, chúng ta cũng tiến quân tới đại tiên giới. Cũng không biết nghĩ gì, Phương Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiên Phủ Chi Môn. Người sao mà vội thế? Lộc Tẩu lại ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành trả lời lời ít mà ý nhiều: là vội tới cướp đồ. Lần này ngẫu nhiên nhìn thấy đám người Đại Kim Ô, Phương Hành trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị. Lúc trước khi bọn họ ở Thiên Nguyên, tu vi và thực lực của mình đã đạt mạnh nhất trong mọi người, mà lần này từ Long tộc tiên lộ mà tới lại có được rất nhiều tạo hóa, thực lực càng mạnh, đã hơn xa lúc ở Thiên Nguyên. Vốn tưởng rằng mình hiện giờ đã xem như là nhân vật vô địch trong Thiên Nguyên tiểu bối, mà lại không ngờ rằng vô tình nhìn thấy đám người Đại Kim Ô chinh chiến, khiến cho hắn vừa kinh hỉ lại vừa khiếp sợ, sau đó cảm thấy thương tiếc. Đám gia hỏa đã bước lên Tiên Kiều tiếp dẫn rút cục là có được dạng lợi ích gì? Mình hiện giờ gặp chính tiền còn phải đi vòng, nhưng mà bọn họ rõ ràng có sức mạnh đánh một trận với chính tiền. Tiên Kiều tiếp dẫn tạo hóa vô lượng, hiện giờ xem ra quả nhiên là nơi bồi dưỡng chân tiền. Ngay cả tiên mệnh cũng có thể cho, bọn họ còn có tạo hóa gì mà không lấy được? Hơn nữa từ trong đối thoại của bọn họ cho thấy, hiển nhiên cũng là ở trong chương chiến chém giết không ngừng để ma luyện bản thân. Tuy không biết bọn họ trên đạo gia tiên độ rốt cục đã làm gì, nhưng mà rõ ràng hung hiểm cũng kèm theo cơ duyên và tạo hóa. Như vậy xem ra ta đã chậm rồi. Một loại cảm giác hào hùng sộc lên trong lòng của Phương Hành, cúi đầu cười, ánh mắt cổ quái. Cũng không sao, cái các người không cho ta sẽ tự đi cướp. Người khác gặp tình cảnh này tất nhiên là khó tránh khỏi chán nản mất mát, nhưng mà Phương Hành thì lại nảy sinh tâm tư phân cao thấp. Nếu đã hạ quyết định thì lập tức bảo Lộc Tẩu đi nói với những người khác, mà Lộc Tẩu thì cũng có chút khó hiểu về Phương Hành bỗng nhiên xuất môn muốn rời khỏi. Nhưng cũng biết hiện giờ ra ngoài là lựa chọn chính xác. Dù sao từ hình ảnh vừa rồi cho thấy, Tiên Phủ Chi Môn lúc này đã được người ta vận đến Long tộc cổ giới, cũng đã chuẩn bị thiết lập truyền tống đại trận, trực tiếp truyền tống bọn họ đến bên cạnh Đế Thích. Tới lúc đó mệnh đồ khó lường, chẳng thà lúc này mau mau ra ngoài lẹo vào trong tiên giới. Trước khi rời đi, các người mang theo người, mang theo người các loại tài nguyên điển tịch hữu dụng trong tiên phủ, sau đó ta sẽ đưa các ngươi vào trong thức giới, cứ ở trong đó an tâm tu hành. Bên ngoài nếu có chuyện, ta có thể dùng ý niệm kêu gọi các ngươi. Về phần chuyện bên ngoài, hiện tại ta dùng thân phận của Đế Lưu để ứng đối chắc được, có các người ngược lại tự dưng phải giải thích nhiều hơn. Đối với mọi người, Phương Hành kiên nhẫn giải thích tính tình một phen, mà mọi người đều hiểu hiện giờ tình thế ác liệt, tất nhiên cũng không tiện giảng đạo lý gì, dứt khoát thu thập thứ trong tiên phủ, lại không thể lấy đi hết, dù sao vẫn phải để lại một chút để che mắt của người khác. Sau khi làm xong tất cả, liền tiến vào thức giới của Phương Hành. Chỉ có điều cảm thấy dù sao vẫn có chút lo lắng, mỗi người đều đầy lời muốn hỏi, nhưng bởi vì quá mức cấp bách, sự vụ lại nhiều, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói gì.
mọi sự cẩn thận. Long nữ cũng đầy lời muốn nói, cuối cùng khi nói với Phương Hành lại chỉ có bốn chữ. Phương Hành nghe thấy vậy thì cũng khẽ cười nói, người nên cẩn thận không phải ta, mà là đại tiên giới mới đúng. Long nữ nghe vậy thì lập tức ngây ra một thoáng, muốn mắng hắn vài câu, nhưng mà lại không biết phải nói từ đâu. Đến cuối cùng, không ngờ chỉ có thể cười khổ, không thể không thừa nhận, tên tiểu vương bát đàn này nó rất có đạo lý. Có điều, chư thiên vạn giới, người có tư cách nói ra lời này cũng chỉ có hắn mà thôi. Trong đại điện, các tu sĩ đều nín thở mà đứng, bên cạnh chất đống tài nguyên cùng với điển tịch, chờ Phương Hành dẫn vào thức giới. Trong mọi người, cũng chỉ có Thái Hư Bảo Bảo là ngoại lệ. Hắn cũng vào muốn trong thức giới của Phương Hành xem thử. Có điều sau khi Phương Hành suy nghĩ một phen thì lại cảm thấy mang theo tiểu gia hỏa này thì hữu dụng hơn, ít nhất có thể nhắc nhở mình một số việc. Hơn nữa tiền Thái Hư Huyễn Kính truyền khắp tiền giới, dẫn theo hắn ra ngoài cũng có thể nghiệm chứng một số cách nói của mình. Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Phương Hành cũng không khách khí, ánh mắt quét một vòng, thấy bọn họ đều đã chuẩn bị xong, liền đột nhiên bật cười, hai tay đột nhiên nâng lên đến giữa không trung, sau đó đè xuống. Và một thoáng đó, một vòng xoáy vô hình xuất hiện, bao phủ ở trên đỉnh đầu các tu sĩ. Vòng xoáy chậm rãi hạ xuống, chụp họ vào trong. Một lúc sau, vòng xoáy biến mất, các tu sĩ đều không thấy đâu. Tiên phủ rộng đến như vậy, vào lúc này chỉ còn có Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo. Mà trong lòng Phương Hành rõ ràng có thể cảm ứng được, mọi người lúc này đều đã chìm vào trong thức giới. Chúng ta cũng đi thôi chứ. Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo một lớn một nhỏ nhìn nhau một cái, liền cười cười rồi đi tới tiên phủ chi môn. Sư phó, chúng ta cần phải nói trước nhé, có được mệnh tiền thứ hai thì nhất định phải cho ta trước. Thái Hư Bảo Bảo nắm châu áo của Phương Hành ngửa mặt nói, gấp như vậy làm gì, trong chúng ta cần tiên mệnh tụt nhiều lắm. Hả? Ta không có lòng tin lắm với ngươi, cảm thấy ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể cướp được 3 tiên mệnh mà thôi. Thái Hư Bảo Bảo vô cùng nghiêm túc nói. Lời này khiến Phương Hành có chút giờ khóc giờ cười. Tiên mệnh quý giá như vậy, thằng ôn này nói mình có thể cướp được 3 cái cũng coi như là đang khen mình rồi. Có điều nghĩ một chút, vẫn rất nghiêm túc nói với Thái Hư Bảo Bảo, ngươi thực sự xem thường ta quá rồi. Vừa nói vừa đi đến cửa tiên phủ, Phương Hành hít một hơi, sau đó đưa tay lên cửa tiên phủ hơi dùng lực một chút, lại chính nghe ầm một tiếng, cửa đồng đen đã theo tiếng mở ra, bên ngoài quang mang chói mắt chiếu vào. Nhớ kỹ, nếu không muốn để cho người khác nghi ngờ, nhất định phải cản rỡ, hung tàn và giảo hoạt. Thái Hư Bảo Bảo cố ý đi sau một bước dặn dò Phương Hành, mau mau bố trí đại trận, đã qua 4 ngày rồi, trong vòng 3 ngày phải truyền tống tiên phủ chi môn này tới tay Đế Thích đại nhân. Mà Long tộc cổ giới lúc này ở bên trong núi rừng xanh tươi tốt, tiên tướng Ma Khuê đang tuần sát xung quanh, ra lệnh cho thủ hạ toàn lực tu sửa đại trận dưới sự chỉ điểm của Sơn Tôn. Lần này truyền tống quá xa, ở giữa lại cách mấy biên giới, yêu cầu đối với đại trận quá mức tinh vi. Đến nỗi cao thủ trận thuật như Sơn Tôn, tốc độ tu sửa trận này cũng lộ ra chậm tới đáng thường. Ma Khuê đại nhân, tiên vương truyền thừa này chính là lúc Đế Lưu đại nhân cũng vì để có nó mà vẫn lạc. Đế Thích đại nhân không có lúc nào là không muốn tìm được truyền thừa này. Nếu không phải hắn thân phận tôn quý, e là hắn đã thường trú ở đây. Hiện giờ Ma Khuê đại nhân không ngờ tìm được nơi này, lập được công lớn cỡ này, chỉ sợ Đế Thích đại nhân chắc chắn sẽ khen ngợi, đại nhân sẽ thăng chức nhỉ. Có người cười hì hì vỗ mông ngựa tiên tướng nói. Nào có dễ như vậy. Tiên tướng Ma Khuê lại cười mắng một câu, thở dài. Thái Hư Tiên Vương lúc này trước là tồn tại nổi danh ngang hàng với Xích Tiêu Tiên Đế của chúng ta, truyền thừa quán quý giá cỡ nào chứ. Lúc trước Đế Lưu đại nhân chính là bởi vì quá vội vàng, lại nghĩ Thái Hư Tiên Vương đã bị trọng thương mới tự tiện điều binh tiến vào Long tộc cổ giới đuổi giết hắn, mục đích chính là để lấy được truyền thừa này trước một bước mà thôi. Tiên Vương khác không thể tiến vào Long giới nên không thể ngăn cản, chỉ tiếc Đế Lưu đại nhân cuối cùng vẫn tính sai một bước, từ sau khi đuổi giết vào cả người liền biến mất, sinh tử không rõ, lúc này mới có Đế Thích đại nhân chúng ta hôm nay. Nói tới đây ánh mắt hơi trầm xuống. Hiện giờ bên ngoài luôn có tin đồn Đế Thích đại nhân tư chất không bằng Đế Lưu đại nhân, tiền đế lựa chọn hắn làm truyền nhân chỉ là cử chỉ bất đắc dĩ, mà Đế Thích đại nhân bản thân cũng không tiện ra mặt giải thích, chúng ta là cấp dưới của hắn, há có thể ngồi nhìn đại nhân chịu nhục. Lần này ta phụng mệnh tiến vào Long tộc cổ giới 400 năm, cơ hồ tìm khắp mỗi một tấc đất của Long tộc cổ giới, chính là để tìm được tiên phàm chi lộ này, tìm được truyền thừa của tiên vương trên tiên phàm chi lộ hiến cho Đế Thích đại nhân. Có một tiên binh khác nói,
Chuyện đế lưu đại nhân không làm được lại bị đế thích đại nhân làm được, vậy tất nhiên... Ma Khuê lạnh lùng cười nói, vậy còn ai dám nói gì nữa? Đã có một vị tiên binh có chút không hiểu chuyện, ngơ ngẩn hỏi một câu, vậy vì sao không báo lên cho tiên đế bệ hạ trước? Lúc trước khi tiên đế bế quan vẫn rất quan tâm tới tung tích của đế lưu đại nhân. Theo lý mà nói thì tiên vương truyền thừa này... Câm miệng! Ma Khuê đột nhiên quát lạnh một câu, hai mắt như kiếm nhìn về phía tiên binh đó. Tiên binh đó bị ánh mắt của hắn va chạm, trong lòng cả kinh không dám nói gì nữa. Mà Ma Khuê lặng lặng nhìn hắn một lúc, mới thanh âm thâm trầm nói, tiên đế bế quan, tất cả sự vụ của Xích Tiêu Tiên chúng ta tất nhiên là do đế thích đại nhân làm chủ. Nếu tìm được tiên vương truyền thừa địa này thì cũng nên nói trước cho lão nhân ra cho mới phải. Chẳng lẽ bằng vào thân phận của chúng ta lại có chút chuyện nhỏ này mà quấy nhiễu tiên đế bệ hạ bế quan? Đây không phải là việc nhỏ, tiên binh đó nói thầm trong lòng, nhưng mà bị Ma Khuê uy hiếp cũng không dám mở miệng nói gì. Đế thích đại nhân cũng là một phen khổ tâm, cho dù có được tiên phủ chuyên môn này, mở ra thế nào cũng rất phiền phức, phải tìm truyền nhân mà Thái Hư Tiên Vương định ra trước khi chết mới được. Đế thích đại nhân chắc hẳn cũng không muốn tiên đế lo lắng, cho nên mới chuẩn bị trước tiên tự mình lấy được tiên phủ chi môn này, rồi tìm chìa khóa mở nó, xong mới bẩm báo tiên đế đại nhân. Các người nghĩ nhiều rồi. Sơn Tôn thân phận đặc biệt cười khẽ, biện giải vài câu hóa giải không khí nặng nề. Người còn lại cũng biết giờ không phải là lúc nói chuyện, ai nấy đều biết ngậm miệng lại, yên lặng hoàn thiện đại trận. Có điều nhắc tới mờ tiên phủ chi môn, tiên tướng Ma Khuê cũng nghĩ tới một sự kiện. Sơn Tôn, trước đây ta từng tận mắt thấy có mấy sinh linh trốn vào được tiên phủ này, chắc chính là người cùng đường với yêu ma vừa đào tàu đó. Theo lý thì chúng ta nên bắt chúng ra mới đúng, chỉ là tiên môn này lại không thể mở ra trực tiếp truyền tống như vậy, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Sơn Tôn đại cười nói, có thể có vấn đề gì chứ, chỉ là mấy con kiến bị vây chết mà thôi, có thể tạo được thành phiền phức gì cho đế thích đại nhân? Và lại bằng vào bản sự của chúng ta không thể mở được tiên phủ chi môn này thì còn hy vọng tự chúng ta đi ra sao? Bộ dạng quán nhìn rất thoải mái, chỉ là vừa chưa nói xong thì đột nhiên ngây ra. Tất cả mọi người lúc này phát hiện có điều không đúng, chăm chú nhìn lại nhìn thấy cánh cửa đó lúc này không ngờ đang biến thành chân thực. Một lúc sau lại nghe thấy một tiếng két, cánh cửa mà họ nghĩ đến hết biện pháp cũng mở ra được, không ngờ lúc này lại tự động mở ra. Nên biểu diễn hung tàn thực sự. Bên trong tiên phủ, một thanh âm không thể nghe thấy cúi đầu nói một câu. Cửa tiên phủ vừa mở ra, tiên binh tiên tướng có mặt đồng thời cảnh giác, sát khí từ quanh người họ bốc lên giống như là thủy triều, ngay cả tọa kỵ của bọn họ lúc này cũng ngẩng đầu lên như là hổ rình mồi. Bọn họ đã sớm biết trong tiên phủ đó có người, chỉ là không thể mở ra được cửa tiên phủ, chỉ có thể truyền tống tới đế thích đại nhân. Mà bổn ý của bọn họ tất nhiên là muốn bắt được nhóm người đó trước, dù sao ma yêu đột nhiên xuất hiện mấy ngày trước thực sự khiến cho bọn họ khiếp sợ không nhỏ. Tuy đã dùng đại la kim phù để trấn áp, không ngờ rằng yêu ma đó lại đào thoát được, chẳng biết đã đi đâu. Đây vốn là lỗi của bọn họ, bởi vì tìm được tiên vương truyền thừa, tự nghĩ sắp lập được công có thể triệt tiêu được tội này mà thôi, trong lòng vẫn muốn làm rõ có chuyện gì. Bởi vậy vừa thấy cửa tiên phủ mở ra, lập tức muốn bắt lấy người bên trong. Sau khi tiên phủ mở, dường như là âm dương ngăn cách, quang mang bên ngoài không vào được, quang mang bên trong cũng không ra được. Bởi vậy ở trong ngoài đều tối om, chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên trong bóng tối, chùm đầu không nhìn rõ bộ dạng, chỉ cảm thấy người đó cả người cứng ngắc, càng khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Càng quỷ dị hơn là bọn họ đã sớm đoán được bên trong chỉ có một đám sinh linh, ngay cả ngụy tiên cũng chưa đến. Trước đó chỉ là thấy một chút bóng dáng của người mình đã sợ tới mức chui vào trong tiên phủ, chứng tỏ bọn họ đã biết được sự lợi hại bên mình. Nhưng lúc này lại lờ mờ cảm thấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra này không ngờ đã khiến cho người ta có một loại cảm giác hết hồn. Yêu ma phương nào, mau chịu trói đi. Người có phản ứng đầu tiên vẫn là Ma Khuê, dù sao cũng là tiên tướng nơi này, hơn nữa vất vả lắm mới chờ được sinh linh ở bên trong đi ra, không chừng lại chui vào. Bởi vậy sau khi cả kinh, hắn lập tức quát lớn một tiếng, tay tóm về phía bóng dáng, sau đó kéo ra, nhất định không thể để hắn chạy. Một trảo này đã vận dụng tiên pháp quán, trong năm ngón tay pháp tắc vần quanh giam cầm hư không. Hắn nắm chắc bất kể đối phương đón đỡ hoặc là tránh né thế nào thì cũng vô dụng,
chỉ có thể ngoan ngoãn bị mình bắt lấy. Chỉ là hắn cũng không ngờ, đối với một trảo của mình, đạo thân ảnh đó không ngờ không hề động đậy, vừa không trốn, vừa không tránh, càng không đón đỡ, chỉ không nói không thở, chậm rãi bước ra một bước về phía trước. Một bước này bước ra, quang mang bên ngoài đã chiếu vào mặt hắn, để lộ ngũ quan. Đó là một thanh niên, thoạt nhìn tuổi không lớn, chắc chỉ là khoảng hơn 20 tuổi, ngũ quan kiên định, tóc dài ngang vai. Ở trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, giống như là được đúc từ gang, ngay cả ánh mắt của hắn cũng lạnh như băng, không có một chút cảm tình nào. Lọt vào trong mắt của Ma Khuê, lại như là nhìn ra được gì đó trong ánh mắt ấy, lập tức trong lòng lạnh toát. Tay hắn không ngờ vươn tới trên mặt người đó, lại khựng lại, không dám tiếp tục tóm xuống nữa. Lúc này hắn vẫn chưa nhận ra bộ dạng người này, chỉ là trong lòng đã có báo động không hiểu, khiến hắn không dám vô lễ. Dường như trong tiềm thức đã có một bộ phận ký ức nào đó thức tỉnh. Người nói ta là yêu ma vương nào? Người đó cũng bình tĩnh nhìn Ma Khuê, trên mặt dường như lộ ra nụ cười thản nhiên. Không biết nụ cười này quán vì sao lọt vào mắt Ma Khuê, lại cảm thấy là vô cùng khinh miệt, giống như đang nhìn một con dẹp mà hắn có thể tùy thời bóp chết vậy. Điều này khiến cho Ma Khuê giật thót. Cuối cùng có một bộ phận ký ức nào đó hiện lên trong đầu. Yêu ma lớn mật, nhận lấy cái chết đi. Đám tiên binh ở phía sau Ma Khuê vẫn chưa phát hiện sự quái dị trong sân. Phản ứng của bọn họ chỉ chậm hơn so với Ma Khuê một chút, rất nhanh lên đều thét lớn, trong lòng muốn khoe thành tích. Ai nấy giơ tiên mâu đâm ra, giống như là hạt mưa phủ kín trước người Ma Khuê, một nửa nhắm vào tiên phủ, một nửa thì ở ngoài tiên phủ. Mà nam tử trùm đầu kia lại vẫn không động đậy, chỉ là nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Dừng! Vào một thoáng này, Ma Khuê đột nhiên bừng tỉnh, hét lớn một tiếng, song trưởng chấn ra, tiên khí mênh mông quần quận tỏa ra, giam cầm tất cả mâu lại, sâu giống như là một bàn tay to tóm lấy. Đại nhân! Tiên binh không hiểu ý, đều nghi hoặc hô lên. Ma Khuê cũng không để ý tới bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm nam tử trước mắt giống như đang muốn xác nhận gì đó. Sắc mặt hắn theo bộ phận ký ức nào đó đột nhiên xuất hiện, mà càng lúc càng khó coi, không ngờ có mồ hôi lạnh từ trên mặt chảy xuống. Có thể khiến một vị ngụy tiên đứng đầu chảy mồ hôi lạnh, cái loại khủng bố này không cần nghĩ thì cũng biết. Nam tử trùm đầu nhìn một màn này dường như cũng rất đắc ý, lại chậm rãi bước một bước về phía trước. Lúc này hắn đã hoàn toàn bước khỏi cửa tiên phủ, cả người đều bại lộ ở trong long giới. Cũng có người đã thấy rõ bộ dạng quán, lại không phải ai cũng nhận được ra hắn, chỉ là phát hiện ra sự cổ quái trong sân, nhất thời không ai dám mở miệng lên tiếng. Người tên là Ma Khuê. Nam tử này quét nhìn bốn phía, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó mới thu ánh mắt lại, thản nhiên dừng ở trên mặt tiên tướng Ma Khuê, mang theo nụ cười thản nhiên, không chút để ý nói. Người nhận ra ta? Hắn hỏi như vậy càng nghiêm chứng suy đoán ở trong lòng của Ma Khuê, mồ hôi lạnh ở trên mặt lại càng chảy nhanh hơn. Nuốt nước bọt, hắn mới cường hành đề ra được dũng khí, thanh âm yếu ớt đáng sợ. Thuộc hạ, thuộc hạ không ngày nào không nhớ, không nhớ đại nhân, không ngờ, không ngờ. Nếu đã nhận ra ta. Nam tử đó thản nhiên nhìn Ma Khuê, đột nhiên biến sắc quát lên. Vậy còn không mau quỳ xuống. Ầm một tiếng, hắn nói chuyện bình thường còn đỡ, mà vừa hét to thì lập tức dọa cho tất cả mọi người run run. Thanh âm này không phải là quá vang dội, nhưng mà từ trong miệng nói ra liền giống như là tiếng sét đánh, khiến các tiên binh đều sợ run cả người. Mà Ma Khuê kia lại như chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, không ngừng dập đầu, không ngờ còn dập không ngừng. Đại nhân, ngươi... Thấy bộ dạng này của Ma Khuê, tiên binh theo hắn ngây ngất người. Qua một lúc lâu mới có người can đảm phá vỡ tĩnh mịch hỏi Ma Khuê. Quỳ xuống, mau quỳ xuống. Ma Khuê giống như là bị đoạt hồn, lúc này mới nhớ tới bọn họ, vội vàng quay đầu hét lớn. Thấy đám tiên binh ai đấy bộ dạng đần độn, không nhịn được lại nổi giận, hạ giọng quát. Hắn là Đế Lưu đại nhân. Đế Lưu đại nhân? Không nói ra cái tên còn đỡ, vừa nói ra ai nấy đều ngây dại, một lúc vẫn chưa hồi thần. Đế Lưu đại nhân không phải chết cả ngàn năm rồi sao? Ngay cả hồn năng trong tiên điện cũng tắt rồi mà. Cũng có người trực tiếp nhìn về phía cửa tiên phủ, trong lòng thầm nghĩ. Chính bởi vì truy đuổi tới truyền thừa địa của Thái Hư Tiên Vương mới dẫn tới vẫn lạc, sao có thể lại có một vị Đế Lưu đại nhân từ sau cửa này đi ra? Vừa nghĩ tới cửa tiên phủ này, phần lớn người trong lòng đã hồi vị, lại nhìn Ma Khuê vẫn đang không ngừng dập đầu, mặt cũng không dám ngẩng lên, trong lòng lại hoảng sợ. Khi nhìn nam tử trên mặt lộ nụ cười thản nhiên đó, trong lòng đã liên tưởng hắn với một ma đầu nổi danh tiên giới, nhất thời sợ hãi như là bị thủy triều bao phủ. Bái kiến Đế Lưu đại nhân.
lại một nhóm người quỳ xuống đất run rẩy. Mà người còn lại không còn chủ tâm cốt, cho dù chưa từng thấy đế lưu, thậm chí còn không biết nguyên do, cũng quỳ xuống theo. Một nụ cười, một tiếng hét lớn, trong sân đã không còn tiên binh tiên tướng, chỉ còn tiếng dập đầu. Quả nhiên là một tên gia hỏa hùng danh vang dội. Lúc này đế lưu sau ngàn năm trùng sinh trở về, hoặc nói là Phương Hành, nhìn xuống những người này trong lòng hơi cảm thấy đắc ý. Trước lúc ra, hắn đã hỏi thăm Thái Hư Bảo Bảo vô cùng cẩn thận. Tam tử đế lưu của Xích Tiêu Tiên Đế vốn chính là tính tình kiêu ngạo vô hạn, ở đại tiên giới hùng danh vang xa, thậm chí có thể nói là tàn bạo, cơ hồ không có bạn tốt, càng không có ai cả gan tiếp cận hắn. Phương Hành sau khi hiểu được những lời này mới quyết định mình sau khi đi ra sẽ diễn như thế nào để tránh khiến người ta nghi ngờ. Hiện tại xem ra hắn cảm thấy mình biểu diễn đã thành công. Đế lưu đại nhân, không ngờ, không ngờ chưa chết, thật là vạn hạnh. Không biết đại nhân 1000 năm nay sao mà sống sót. Khi Phương Hành đang cười lạnh, kỳ thực là mỉm cười mỹ mãn, nhìn xuống một mảng dập đầu này, lại đột nhiên có một thanh âm vang lên. Hắn quay đầu thì lại nhìn thấy rõ ràng là lão nhân tên là Sơn Tôn. Khi người khác quỳ lạnh, hắn cũng vái một cái, có điều rõ ràng là không sợ hãi nhìn những người khác. Lúc này đã ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú, thậm chí có chút hoài nghi nhìn mình. Lời nói tuy là khách khí, nhưng mà rõ ràng là mang theo một cỗ nghi ngờ không thể phát hiện. Ta... Phương Hành theo bản năng liền muốn nói ra lý do đã biên tập trước, nhưng mà tâm niệm bỗng nhiên khẽ động, nhịn xuống không nói nữa, trên mặt lộ nụ cười nham hiểm, thản nhiên nhìn thẳng mặt Sơn Tôn rồi tiếp tục nói. Cần phải nói với ngươi sao? Vừa nói, hắn vừa đi đến trước mặt Sơn Tôn, cúi đầu nhìn xuống. Vì sao người khác dập đầu mà ngươi lại chỉ vái có một cái? Mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.